Sao vậy? Con không chịu ngủ hả? Chú cũng làm xấu vậy đó hả? Ừ, phải chơi vậy đó hả? Miệng đây vậy hả? Sao đi ngủ chưa? Con chịu đi ngủ chưa? Con sao? Không chịu đi ngủ hả? Nói chuyện vậy đó hả? Chuyện cho mommy nghe đó hả?